thưa quý vị tình trạng lừa đảo chuyển tiền mua bán online chuyển tiền ra nước ngoài đang diễn ra tràn lan nhiều người tỉnh táo thì không mắc bẫy nhưng nhiều người không có kinh nghiệm nên bị mất tiền người mất ít đến người mất rất nhiều Ngày 8 tháng 11, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát đi cảnh cáo tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ hoạt động mua bán hàng trực tuyến. Theo đó, vào cuối tháng 10 năm 2021, chị N, chú tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chủ một trang Facebook chuyên bán hàng online đã bị một khách lừa đảo chiếm đoạt gần 700 triệu đồng. Nạn nhân này cho biết chiều ngày 26 tháng 10, người phụ nữ này đã nhận được tin nhắn từ ứng dụng của Facebook mang tên là Ngô Thị Thanh Trúc. Người này giới thiệu đang sống ở nước ngoài, cần mua một chiếc áo mà chị người phụ nữ đang giao bán trên Facebook để tặng cho người thân ở Việt Nam. Sau khi thương lượng, chủ tài khoản Ngô Thị Thanh Trúc đồng ý mua chiếc áo với giá 160.000, bao gồm phí vận chuyển. Vị khách này thông báo sẽ trả khoản tiền trên cho người phụ nữ qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế. Sau đó, người phụ nữ được đối tượng yêu cầu cung cấp họ tên, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng. Ngay sau đó, đối tượng gửi một đường link đến số điện thoại cá nhân của người phụ nữ và hướng dẫn chị truy cập vào đường link để bổ sung thông tin cá nhân, hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế. Chủ cửa hàng online đã làm theo yêu cầu của đối tượng, đồng thời cung cấp thêm cả mã xác thực giao dịch OTP cho vị khách Người phụ nữ cho biết, sau khi cung cấp các thông tin theo yêu cầu, tài khoản ngân hàng của chị đã thực hiện 3 lệnh chuyển tiền sang một tài khoản ngân hàng khác với số tiền lên tới gần 700 triệu đồng. Biết mình đã sập bẫy lừa đảo, người phụ nữ trên đã liên lạc với chủ tài khoản Facebook Ngô Thị Thanh Trúc. Tuy nhiên, lúc này tài khoản này đã khóa và đồng thời xóa tất cả các nội dung mà đối tượng đã nhắn tin trước đó cho người phụ nữ công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này không mới thời gian qua cơ quan công an ở các tỉnh thành đã nhận được nhiều đơn tố giác của nhiều nạn nhân về việc họ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tương tự